Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương xử lý nghiêm vụ chủ chó đánh người. Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức về xử lý vụ việc người cha bị hành hung vì bảo vệ con khỏi chó thả rông không rõ mõm xảy ra tại chung cư Sài Gòn Riverside, quận 7. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã giao Ủy ban nhân dân quận 7 chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương xác minh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với hành vi nuôi thả động vật không dọ mõm, không đúng quy định và cố ý gây thương tích trong vụ việc, sau đó báo cáo kết quả cho Ủy ban Nhân dân thành phố. Trước đó vào tối ngày 2 tháng 2, ông NHD, sinh năm 1989, dẫn con trai vào sảnh chờ thang máy trong chung cư Sài Gòn Rưa Lúc đó con chó của ông DTV, sinh năm 1995, không dọ mõm, đã sấn tới chỗ con trai ông. Vì sợ chó sẽ tấn công con mình nên ông D đã dùng chân đẩy con chó ra ngay lập tức chủ chó lao đến dùng tay đánh thẳng vào mặt, khiến anh Đê ngã xuống sàn, chảy nhiều máu. Theo anh Đê, không dừng lại tại đó, chủ chó còn buông lời đe dọa rồi mới chịu rời đi. Khi bị hành hung, anh Đê đến công an phường Phú Thuận, quận 7 trình báo sự việc rồi đến bệnh viện Pháp Việt, quận 7 sơ cứu. Kết quả giám định thương tật cho thấy, anh Đê có thương tích ở má trái, rách mí mắt và khâu năm mũi, vỡ mảnh răng, chấn thương ở một số vùng mềm khác. Hiện nay công an quận 7 đang xác minh cùng cố hồ sơ, xử lý vụ ông NHD có đơn yêu cầu xử lý ông dtv do có hành vi cố ý gây thương tích